Sức sắc vượt qua thách thức từ ban tổ chức SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh giành hai huy chương vàng trong 30 phút, cô gái vàng của Việt Nam được trao thưởng. Một chiếc xe Peugeot 2008 trị giá trên 900 triệu đồng, một căn hộ tại thị trấn Nính Việt Yên, Bắc Giang trị giá 700 triệu đồng. Với 3 huy chương vàng đoạt được tính đến lúc này, Nguyễn Thị Oanh được nhận thưởng tổng cộng 135 triệu đồng 45 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng theo quy định nhà nước. Ngoài ra Nguyễn Thị Oanh cũng liên tiếp nhận thưởng nóng, gần 66 triệu đồng từ Đoàn Thể thao Việt Nam 22 triệu đồng HCV, 50 triệu đồng từ Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam, 50 triệu đồng từ Việt Con Như vậy, tổng số tiền thưởng mà cô gái vàng của Điền Kinh Việt Nam nhận được lên tới khoảng 300 triệu đồng. Đặc biệt, riêng trong chiều ngày 9 tháng 5, dù lịch thi đấu hai nội dung rất gần nhau nhưng Nguyễn Thị Oanh đã liên tiếp giành hai tấm huy chương vàng ở nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Thành tích của Nguyễn Thị Oanh những ngày qua tại SEA Games 32 đã mang lại vinh quang cho đất nước nói chung và quê hương Bắc Giang nói riêng. Siêu nhân điền kinh Nguyễn Thị Oanh nhận cơn mưa phần thưởng. Để biểu dương nỗ lực, thành tích xuất sắc của vận động viên Nguyễn Thị Oanh, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái trao thưởng 70 triệu đồng trích từ quỹ thi đua khen thưởng tỉnh. Thông qua gia đình, đồng chí Mai Sơn trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh vì đã lập thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 đại diện liên danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Bắc Giang tặng vận động viên Nguyễn Thị Oanh một căn hộ tại thị trấn Nến, huyện Việt Yên Bắc Giang trị giá 700 triệu đồng. Một công ty khác đã tài trợ kinh phí cải tạo nhà ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho gia đình. Trước đó, Thaco Auto, tập đoàn thành viên của Thaco cho biết sẽ trao tặng chiếc xe Pugel 2008 cho Nguyễn Thị Oanh, vận động viên điền kinh liên tiếp giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 32. Đồng thời, tập đoàn cũng trao tặng 200 triệu đồng cho các vận động viên điền kinh tham dự SEA Games năm nay. Chiếc xe Peugeot 2008 trao tặng cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh thuộc phiên bản GT Line trị giá trên 900 triệu đồng đã bao gồm các khoản thuế, phí. Tối ngày 30 tháng 3 vừa qua, tại lễ trao giải cống hiến 2023 do báo Thể thao và Văn hóa Thông tấn xã Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Vận động viên Nguyễn Thị Oanh đoạt giải cống hiến thể thao 2023 với hạng mục gương mặt thể thao của năm.